Ngồi xích đen mà bà. Mày ở yên vợ mày kìa, vợ mày chấp dây rồi kìa. Mày lên đi sao nè, đi cho nó dậy. Thôi, có dậy mà. Ở đây đi. Để ngồi về. Vinh ơi, ngăn về kìa Vinh ơi. Ngăn về chẳng giữ gìn sức khỏe nha. Thấy được chưa? Sắp rồi. Thôi đi ra ngoài đi, người ta chờ kìa. Ờ. Tao nghĩ hồn người đừng có về nữa. Không có về đâu nha. Suy nghĩ lại đi ngang chưa? Rồi hả, mày vô chưa? Mày làm như kiểu ủ đời vậy. Nhà mày hả? Nó thích vậy đó. Nó thích vô vô, nó thích dài, nó ra chạy mẹ nó. Bà nội này làm gì cho nó chết, nó đi đâu không? Tại ông mới đi.
buồn ra. Ôi chị Tú, có sao không vậy? Má mày làm cái gì vậy? Mày cút tránh sao rồi đưa ra cho. Em đâu có cố ý đâu. Mình tránh xa con ơi. Cái hộp quẹt nó bắt cửa đó. Anh Ken nó đặt hộp quẹt cho anh. Ủa sao mày gọi ra chưa? Gõ vô hộp quẹt anh ơi. Chị sao chị? Mắt của Ken bị nhiều. Ơi mắt của chị Tốt bị nhiều kìa. Có mở được không hả? Chị chị mở hết lên rồi. Rồi sao chở đi chở đi nó mà buồn là mày coi chừng mày chuẩn bị mày đi tù đi.